sân bay quốc tế Phú Bài. Hôm nay thì Lê Quang sẽ bắt đầu một chuyến đi vào phía Nam. Và chắc chắn là trong chuyến đi này thì sẽ có những cái điều mà thú vị chia sẻ cùng quý vị của mình nha. Đây là toàn cảnh bên trong của nhà ga sân bay quốc tế Phú Bài, có khả năng đón 5 triệu lượt khách trong một năm quý vị nha. Kiến trúc cũng rất đẹp. Phía trong phòng chờ của sân bay quốc tế Phú Bài, thưa quý vị, hôm nay là ngày mà Lê Quang bắt đầu chuyến đi vào Nam. Lần này có thể là đi Sài Gòn và một số tỉnh thành khác nữa. Như quý vị và bạn biết đó, là làm YouTube lâu thì cũng có nhiều quý vị có ý là Lê Quang nên đi nhiều một tí để cảm nhận sự thay đổi đất nước, và mình cũng thấy rằng là mình có một cái nhìn khách quan hơn. Cho nên hôm nay thì Lê Quang quyết định là mình sẽ dành một thời gian đủ dài để đi trải nghiệm, tìm hiểu sự thay đổi. Hy vọng là chuyến đi hôm nay sẽ có những cái trải nghiệm thú vị để chuyển đến quý vị. Quý vị bạn chờ đợi những video của Lê Quang trong một chuyến đi này quý vị nhé. Đây là đường băng và bãi đổ của sân bay quốc tế Phú Bài. Bãi đổ thì vừa mới được nâng cấp, tuy nhiên đường băng thì bây giờ thì chỉ có một đường băng thôi. Và trong kế hoạch sắp tới thì sân bay quốc tế Phú Bài sẽ có thêm một đường cất hạ cánh nữa. Bây giờ ra máy bay thì chúng ta sẽ đi trong những ống lồng thế này. Bây giờ sân bay quốc tế Phú Bài có 3 ống lồng thế này để ra máy bay. Khi máy bay bắt đầu cất cánh thì ở từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy cảnh làng mạc, và đặc biệt là cái hệ thống đầm phá phía bên dưới. Hôm nay là một ngày trời đẹp, có nắng sau những ngày mưa. Đây chúng ta thấy thấp thoáng những ngọn núi trong sương. Quang cảnh thật là tuyệt diệu. Đi như thế này, ngắm nhìn Tổ quốc Việt Nam từ trên cao, càng thấy tự hào hơn quý vị. Một quang cảnh rất là hùng vĩ. Đoạn này là đoạn mà máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Hôm nay thì Lê Quang chọn chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air. Đây là một hãng hàng không có giá cả hợp lý. Người ta hay nói là giá rẻ, nhưng mà thật ra là giá cả hợp lý. Bởi vì khi mà giá mức độ rẻ thì dịch vụ nó cũng tương ứng. Còn chúng ta đang di chuyển bằng xe buýt của sân bay đi phía bên trong của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là cảng hàng không quốc tế được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay, cũng là cái đầu mối giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực miền Nam. Mà sân bay này theo Lê Quang tìm hiểu thì mỗi năm mà công suất đón có thể là 30 triệu lượt khách. Tới đây thì cái sân bay quốc tế Long Thành nó còn lớn hơn thế này. Địa chỉ của nó là Trường Sa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách từ sân bay đến trung tâm của Sài Gòn là khoảng 8 km, có nghĩa là sân bay nằm sát bên cạnh trung tâm luôn quý vị, không xa lắm. Hiện bây giờ thì ở đây có 2 nhà ga, nhà ga quốc nội T1 và nhà ga quốc tế T2. Ngoài ra thì như quý vị các bạn vừa thấy đấy, nhà ga sân bay quốc tế T3 đang được xây dựng, gồm 4 tầng nội và 1 tầng hầm. Nhà ga này thì có khả năng đón 20 triệu hành khách trong một năm, và nâng tổng số công suất của cả sân bay Tân Sơn Nhất là 50 triệu hành khách trong một năm quý vị nhé. Và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 30/4/2025 quý vị nhé. Đó, quý vị thấy là đây là những cái điểm đổ và rất nhiều loại máy bay có mặt tại đây. Các nước mà đến Việt Nam
thì sẽ qua hai cái sân bay chính, đó là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài của Hà Nội. Ngoài ra thì bây giờ cũng có một số sân bay quốc tế như Đà Nẵng cũng có tiếp nhận các cái chuyến bay quốc tế. Đây là máy bay của hàng không Việt Nam Airlines, hàng không được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay, hãng hàng không công quốc gia. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1930. Đến thời điểm này là cũng gần 100 năm rồi. Bắt đầu thì phục vụ cho mục đích quân sự thôi quý vị. Đường băng thời xưa thì làm bằng đất, dài khoảng 1.500 m. Đến năm 1933 thì sân bay tiếp nhận cái chuyến bay đầu tiên, khởi điểm từ thủ đô Paris, nước Pháp đến Sài Gòn. Năm 56 thì Mỹ cho xây dựng sân bay rộng hơn với chiều dài là 3.000 m, tức là 3 km, quý vị. Cái đường cất hạ cánh càng dài thì cái máy bay khổ càng lớn, sẽ được cất cánh ở đây. Trước năm 1975 thì sân bay này vừa phục vụ mục đích dân sự và quân sự. Hoa Kỳ lấy đây làm cái sân bay quân sự phục vụ cho mục đích chiến tranh nữa quý vị. Tuy nhiên, trong một thời gian những năm gần đây thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày càng được đầu tư mở rộng cải tạo để đáp ứng công suất phục vụ hành khách trong ngoài nước ngày càng lớn hơn. Theo kế hoạch thì trong tương lai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất này sẽ tiếp tục được xây dựng thêm cái nhà ga, đường băng, sân đỗ máy bay mới để mở rộng quy mô. Mặc dù là chúng ta đang tiếp tục đầu tư cái sân bay quốc tế Long Thành có quy mô thuộc loại là khủng, một sân bay thuộc loại là tầm cỡ của thế giới đấy. Tổng diện tích được điều chỉnh quy hoạch cho cái sân bay này là 791 hecta, trong đó thì có 210 hecta mở rộng. Chúng ta thấy cơ sở hạ tầng của sân bay này có hai đường băng cất hạ cánh, lần lượt là một đường băng là hơn 3.000 m nhân 45 m và một đường băng dài hơn 3.800 nhân 45, đáp ứng cái việc là tiếp nhận cái loại bay cỡ lớn. Tuy nhiên một vấn đề là cái đường băng này xây dựng sát nhau, cho nên máy bay không thể cùng lúc cất hạ cánh được mà phải tuần tự để tránh va chạm. Như vậy là nó có một cái hạn chế. Đây là những cái ống lồng mà hành khách có thể đi ra máy bay. Hôm nay thì khi mà đến sân bay thì lại có máy bay đổ ở một cái vị trí mà phải có xe buýt và cái quá trình mà di chuyển nó hơi khá dài, cũng phải mấy cái số quý vị. Nãy giờ quý vị thấy là nhờ như vậy thì Lê Quang mới có thể ghi nhận hết đầy đủ những hình ảnh của cái sân bay này. Đó. Hiện bây giờ thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là có 80 vị trí đỗ máy bay thương mại phục vụ cho cả ngày và đêm. Sân bay có khả năng tiếp nhận các cái máy bay từ cỡ nhỏ tầm trung cho đến máy bay cỡ lớn, chẳng hạn như Airbus 350, 330, 380 hay là Boeing 747, 400, 787, 767, ATR-72. Đây, như vậy là Lê Quang đã đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.